Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog. Thì video ngày hôm nay Danh vừa báo giá xe để cho anh em nắm luôn, rồi vừa tâm sự chia sẻ với anh em về vấn đề xe máy luôn nha các bạn. Thì Danh đi quay ở cái đại lý, Danh đi quay xe báo giá xe thì hầu như đại lý nào cũng than là bán xe không có được. Rồi quảng cáo các kiểu, rồi quảng cáo trên Zalo, rồi Facebook tùm lum hết trơn nhưng mà vẫn bán xe không được. Thì lý do thì các anh em cũng biết rồi, kinh tế bây giờ thật sự là rất là khó khăn nha các bạn. Các anh em thấy không, xăng bây giờ 25.000 mấy trăm đồng lít rồi, gạo nó cũng lên giá, lúa nó cũng lên giá, tất cả mọi thứ đều lên giá mà lương thì nó không có lên. Lương là không lên là đúng không anh em? Từ đó là bán xe không được là phải rồi. Rồi Danh quay tới đâu nói tới đó luôn nha các bạn. Giá xe Wenfa thì chỗ của Danh sống là thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố Lào Hai nha các bạn. Lăn bánh luôn là từ 18.200.000 cho tới 19.500.000 là Wenfa nha các bạn. Để đây Danh báo giá một lượt hết luôn đi rồi tâm sự với anh em sau nha. Wenfa thì 18.200.000 cho tới 19.500.000 là lăn bánh. Vision là 33.500.000 cho tới 39.500.000 là lăn bánh. AB125 là 42.000.000 cho tới 43.500.000 là lăn bánh. SH125 dao động từ 75.000.000 cho tới 90.000.000 là lăn bánh. SH160 dao động từ 100.000.000 cho tới 107.000.000 là lăn bánh. AB160 dao động từ 55.000.000 cho tới 58.000.000 là lăn bánh. Vario 125 chính hãng Việt Nam, chính hãng nhập Việt Nam nhập là từ 42.500.000 cho tới 43.000.000 là lăn bánh. Vario 160 Việt Nam á là dao động trên dưới khoảng 48.000.000, phu chờ dao động từ 34.000.000 cho tới 36.000.000 là lăn bánh nha anh em. Danh báo giá xe là lăn bánh luôn à, tại vì nơi Danh sống là thành phố giá là hai trực thuộc tỉnh thì Danh báo lăn bánh luôn. Anh em nào ở thành phố khác thì nó cũng giá cũng tương tự thôi. Một chút xíu Danh sẽ nói sâu về vấn đề giá xe này trước. Winnie X là dao động từ 33.000.000 tới 39.000.000. Rồi đó là giá xe thời điểm hiện tại Danh báo dao động khoảng đó để anh em nắm giá cả chung của thị trường nha các bạn. Rồi bây giờ nói sâu về vấn đề giá xe nè. Xe bán ế là cũng là do nguyên nhân của một số cửa hàng bán xe đổi giá cao quá. Riêng Danh thấy ở Kiên Giang thì bán xe rẻ hơn ở các tỉnh thành khác trên cả nước. Cái này là tâm sự thiệt lòng luôn. Kinh tế đang rất là khó khăn mà các cửa hàng bán giá xe thì nó không có sụt, nó cũng nằm lưng chừng bình bình. Hạ thì cũng có hạ đó, mà hạ 500.000.000 không đáng kể, nên cái số lượng người dân anh em đi mua xe là tiền nó mà mua. Rồi lấy Danh nói thêm chiếc Wenfa đó giờ thì giá đây là từ 18.200.000 cho tới 19.500.000 là lăn bánh, là giá là lăn bánh luôn, là bao gồm tất cả mọi thứ rồi. Còn riêng các tỉnh thành khác Danh thấy anh em cũng báo giá xe đó, anh em báo giá cũng 18.500.000 cho tới 19.000.000 mà chỉ có thế 10% thôi. Rồi nếu mà lăn bánh luôn thì nó khoảng nhiêu, nó khoảng 21-22.000.000 không, thế trước bạ rồi thế biển số rồi phí dịch vụ này nữa, là nó những chiếc Wenfa đây người ta bán 18.200.000 cho tới 19.500.000 mà tùy phiên bản là nó đã lăn bánh luôn rồi. Còn ở chỗ khác thì mới báo giá 10% thôi, đã 19.000.000 rồi, là chưa có thế chiếc bạ nó mới thế 10% VAT thôi, mà nếu mà cộng thêm thế chiếc bạ rồi thế biển số rồi phí dịch vụ nó ra 21.000.000-22.000.000 là lăn bánh này. Thì vậy thành ra là Kiên Giang này Danh thấy bán xe rất là rẻ luôn rồi. Rồi thêm chiếc Vision này, Vision thì dao động từ 33.000.000 cho tới 33.500.000 cho tới 39.500.000 thì các giá này là đã lăn bánh luôn rồi. Còn các cái cửa hàng khác ở tỉnh thành khác thì báo luôn là cũng 33.500.000 đó, mà chưa có lăn bánh, mới có thế 10% à. Thì lăn bánh luôn rồi chạy ra 35-36.000.000. Thật sự giá đó thì dân sao ta mua nổi, sao anh em tiếp cận nổi được cái giá này. Cái này là tâm sự thiệt luôn. Còn cái chiếc Vision, cái bản phiên bản cổ điển mới ra ở đây người ta lăn bánh luôn á, là 39.500.000 là nó đã lăn bánh này. Còn chỗ khác báo cũng là 39.000.000-39.500.000 mà chưa có lăn bánh. Lăn bánh ra 41-42 Vision. Rồi sốc nhất là chiếc Winnie X nè. Winnie X V3 nha các bạn, Winnie X mới nhất hiện giờ luôn á, là Kiên Giang mình bán có 33.000.000 cho tới 39.000.000 là lăn bánh luôn rồi. Còn ở nơi khác thì anh em lại báo giá cao hơn. 32.000.000, 33.000.000, thế bao thế 10% rồi lăn bánh luôn là nhiêu. Lăn bánh thì phải chạy ra là 35-36.000.000 lăn bánh không, cái bản Winnie X bản thấp nhất, cái bản tiêu chuẩn đó. Cái bản không có phanh ABS đó. Ở đây người ta bán có 33.000.000 là lăn bánh này. Nhiều chỗ khác mới 33.000.000 mà chưa có thế gì chân, có 10% à. Rồi chiếc Winnie X bản cao nhất luôn á là 39.000.000 là lăn bánh này. Ở các tỉnh thành khác thì báo giá cao hơn.
40-41 chưa lăn bánh nữa, thì lăn bánh nó chạy ra nhiêu 45-46 triệu, thành ra nó mất hơn 5-6 triệu, 4-5 triệu một chiếc xe so tới so với ở Kiên Giang mà bán. Rồi SH là 125, SH 125 thì ở đây dao động từ 75 triệu cho tới 90 triệu là lăn bánh. Còn anh coi các clip thì anh em báo là 76 triệu bao thế VAT. Như vậy lăn bánh chạy ra phải gần 80 không? Mà đây ta bán có 75 triệu là lăn bánh rồi. Cho ví dụ nó trên là chút xíu thì cho 76 triệu đi. Còn anh em báo 76 triệu chưa mới có thế 10%. Rồi bây giờ cộng thêm thế chiếc bạ rồi thế biển số rồi phí dịch vụ nó chạy ra nhiêu rồi. Giá chênh lệch nhiều quá anh em khó tiếp cận. Vì anh chỉ tâm sự với anh em vậy thôi ha. Tại anh thấy ở Kỳ Giang anh bán xe giá khá là tốt, anh em dễ tiếp cận hơn, nhưng mà người ta vẫn bán ế. Huống hồ chi những chỗ bán giá cao, đẩy lên cao thì rất là khó bán, kinh tế thì quá trời khó khăn này. Rồi video này là anh chia sẻ thật lòng với anh em nha. Anh em có ý kiến gì thì anh em bình luận đi. Rồi bữa nào mai mốt thì rảnh làm thêm một clip nói về vấn đề chiếc Vario nhập khẩu với chiếc Vario chính hãng với chiếc AB 125. Nhìn sẽ nói sâu hơn cái vấn đề đó để anh em lựa chọn mua xe nào nó phù hợp ở thời điểm hiện tại nha. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Danh cái nha. Rồi chào anh em.